Ngày 10 tháng 4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án có sự tham gia của ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, cùng 12 bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ và trốn thuế. Được biết, vụ án dự kiến xét xử trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Cụ thể, theo quyết định, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo với 5 nhóm tội danh, trong đó, các bị cáo Trường Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước phải đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cựu công chức tri cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước và tám bị can còn lại là Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài, Ngô Văn Tuyên bị truy tố về tội trốn thuế. Cùng với đó, Tham gia phiên xử còn có 21 người được mời đến với tư cách là nhân chứng của vụ án. Như báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, vợ chồng Trương Xuân Đức, 53 tuổi, và Nguyễn Thị Ngọc Anh, 45 tuổi, cùng chú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, cùng quản lý, điều hành công ty cổ phần Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò kế toán trưởng của công ty và được Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đức Ngọc Anh đã sử dụng căn cước công dân của bản thân và người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên để thành lập thêm các công ty nhằm hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng Đức và Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Vào khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Đức biết tin cháu của mình là Trương Văn Nam bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng Đức và Ngọc Anh quản lý điều hành. Ngay sau đó, Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng khi ấy đã nghỉ hưu, phải là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ che tội. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố theo điểm A khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thủ tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù hoặc tù trung thân. Mức hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, cựu Thư tướng Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần sau bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho ông trùm hóa đơn Trường Xuân Đức. Theo đó, từ cuối tháng 10 năm 2012 đến khoảng tháng 12 năm 2012, vợ chồng Đức và Ngọc Anh đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà riêng. Lần đầu tại nhà riêng của bị cáo ca, Nguyễn Thị Ngọc Anh là vợ Trương Xuân Đức đã đưa 10 tỷ đồng. Lần thứ hai, Đích Thân Đức đưa 5 tỷ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà ca. Lần thứ ba, vợ chồng Đức mang hai bao tiền chứa tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ca. Lần cuối cùng, Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp ông ca. Sau 4 lần đưa tiền trái tội thế nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, cần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để hỏi kết quả chạy án. Thời điểm đó, cứ ngỡ việc chạy án đã êm xuôi, Đức dừng việc bỏ trốn và quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt cùng gia đình, và sau đó bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng, thế nhưng ông ca không những không trả tiền mà còn mắng và đuổi bà Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận cáo trạng, ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức và Ngọc Anh thoát khỏi việc bị xử lý tội, mua bán trái phép hóa đơn, chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước, thế nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và chiếm đoạt 35 tỷ của vợ chồng Đức. Trong quá trình điều tra, ông Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức. Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, số tiền 35 tỷ đồng ông Đỗ Hữu Ca bị quy kết là chiếm đoạt của người bị hại, được xác định là số tiền do phạm tội mà có. Ông ca đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tiến hành tố tụng để chờ tòa án phán quyết. Số tiền này có thể sẽ bị tịch thu, dùng cùng quỹ nhà nước. Cũng trong vụ án này, hơn một năm trước, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông ca tại hai địa chỉ số 24 trên 18 g Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Và thôn trại trên, đồng phản, xã canh giang thủy nguyên thành phố hải phòng đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với ông đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại đây công an đã tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng tiền ngoại tệ các trang sức kim loại màu vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất mang tên ông đỗ hữu ca cùng vợ là bà vũ thị lộc và các cá nhân khác sổ tiết kiệm mang tên bà vũ thị lộc và các cá nhân khác về nguồn gốc tài sản ông đỗ hữu ca và bà vũ thị lộc khai số đồ vật tài sản này có được là thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an bố mẹ để lại qua lễ tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông ca và bà lộc tuy nhiên nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên lại không được ông ca và bà lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế kết quả điều tra xác minh đến nay đã xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án. Tuy nhiên, việc ông Đỗ Hữu Ca và bà Vũ Thị Lộc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ. Đến ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của ông Đỗ Hữu Ca, bà Vũ Thị Lộc và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau. Theo dõi vụ việc trên, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên luật hình sự trường Đại học Thủy Lợi cho rằng, với nội dung cáo trạng như trên, ông Đỗ Hữu Ca sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là khoản 4, điều 174, Bộ luật hình sự, với hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù trung thân. Theo kết quả điều tra truy tố, ông Đỗ Hữu Ca sẽ được xem xét áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 51 Bộ luật Hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác và gia đình có công với cách mạng. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có thể được áp dụng, ông Ca cũng có thể được tòa án xem xét áp dụng điều 54 Bộ luật Hình sự để chuyển khung hình phạt sang khung liền kề nhẹ hơn. Tuy nhiên trong vụ này Người bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng đồng thời cũng là bị can trong vụ án, đã có hành vi đưa hối lộ nhưng bất thành. Ở đây, mục đích đưa hối lộ là để chạy án, là mục đích bất hợp pháp. Tiến sĩ Cường chỉ ra rằng hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, cũng chưa có án lệ quy định về những tình huống nêu trên. Đối với số tiền 35 tỷ ông ca nhận từ vợ chồng nước đã nộp lại, luật sư Cường cho rằng số tiền đưa hối lộ nhập người có thể sẽ bị tịch thu, xung công quỹ nhà nước.